bộ phim Cô bé biên tập viên thời trang. Tập 5. Mẹ dậy rồi à? Tối qua mẹ về là ngủ luôn à? Con đi mua bữa sáng. Để mẹ đi cùng con. Không cần đâu, con đi tí là về. Mẹ đừng dậy sớm như vậy, ngủ thêm đi. Ăn sáng thôi mẹ. Sao mẹ dùng bàn chải của con để đánh răng? Con đã mua cho mẹ cái mới rồi mà. Mẹ quên mang theo. Dùng của con thì sao chứ? Như vậy mất vệ sinh lắm. Mẹ cũng đâu có bệnh gì đâu. Con còn từng bú sữa của mẹ mà. Lúc bú sữa con còn chưa có răng. Hôm nay là một ngày vui. Trình Hưng, bắt đầu từ hôm nay mẹ sẽ học tiếng phổ thông. Mẹ nói được tiếng phổ thông sao? Không được cũng phải được. Sau này mẹ sẽ ở Bắc Kinh lâu dài. Không nói tiếng phổ thông thì làm sao người ta hiểu được. Mẹ học cùng con. Được rồi, mẹ muốn học thì học đi. Không được dẫm lên cái đó đâu. Con hãy nói tiếng phổ thông. Con bảo mẹ không được làm bẩn chỗ đó. Trình Hưng, căn phòng này là đồng nghiệp của công ty cho mượn hay sao? Là nam hay nữ vậy? Dạ nam. Nam à? Chính là anh chàng đẹp trai kia hả? Anh chàng đẹp trai nào? Hôm qua mẹ nhìn thấy hai người mà. Một người trẻ tuổi, một người đẹp trai. Là cậu ấy đúng không? Dạ. Tại sao cậu ấy cho con mượn căn phòng này? Hai đứa đang tìm hiểu nhau à? Mẹ, mẹ đừng tầm thường như vậy được không? Con gái mẹ lớn chừng này vẫn chưa lấy chồng, mẹ có thể không tầm thường sao? Con đó cũng không còn nhỏ nữa, cũng nên tìm đối tượng rồi. Cậu tướng đào kia thì không được, nhìn cái mặt đã thấy xui xẻo. Để con tới đây. Cậu nói không phải, người đã đến đây rồi. Cháu chào cô. Mau vào đi, vào đi. Đều là người mình cả. Nào nào nào. Hôm nay phải dùng chỗ này à? Không cần. Anh yên tâm, chúng tôi không động vào cái gì cả. Không sao. Tối qua hai người ngủ kiểu gì? Chen chút một cái giường à? Không sao, tôi với mẹ cũng không béo lắm. Chàng trai, cháu thật tốt bụng đó. Trịnh Hưng nhà cô ngốc ngang ngốc nghếch, nhưng lúc nào cũng gặp quý nhân. Bạn gái cháu bảo cháu đến xem, hai người có gì cần giúp không? Không có, mọi thứ đều ổn, cảm ơn. Không có gì thì tôi về đây. Cháu chào cô. Đúng rồi cô. Chỗ này toàn là thiết bị đèn với các thứ. Có điện đó, cô đừng động vào nó. Anh yên tâm đi, tôi nói với mẹ tôi rồi. Vậy hai người ở đây nha, tôi đi đây. Cậu ấy có bạn gái à? Con với cậu ấy không phải tìm hiểu nhau sao? Sao cậu ấy lại tốt với con như vậy? Chờ đã. Chuyện lần trước, xin lỗi anh. Chuyện gì? Tôi quên rồi, không sao đâu, tôi không để bụng. Vậy thì tốt. Thật ra tôi quả thực cảm thấy anh rất giống nghệ thuật gia. Anh nói kiểu gì vậy? Thật mà, tôi có lòng tốt cho cô mượn phòng để ở, cô còn mắng người. Còn nói nữa, tôi không cho các người ở đâu.
À, làm phiền anh. Nói câu cảm ơn với bạn gái anh. Tôi vẫn luôn cảm thấy cô ấy rất coi thường tôi, không ngờ vẫn lo lắng cho tôi. Tôi đã nói từ lâu rồi còn gì, đây là do tâm lý tự ti của cô. Dựa vào đâu mà người này coi thường người kia chứ? Ghê gớm đến đâu cũng đều là làm công cho tim Quả Nhi. Mọi người đều giống nhau. Huống hồ chi cô còn là chị gái chăm chỉ. Tôi đang tìm phòng rồi, anh yên tâm đi, tôi sẽ nhanh chóng dọn đi. Không vội, cứ từ từ đi. Nhưng số lương ít ỏi của cô cũng chỉ có thể tìm phòng ở Vành Đai 5. Không sao, xa một chút cũng được, cho mẹ tôi đỡ đến công ty. Trịnh Hân, tôi nói câu này cô đừng cấu với tôi. Chó không chê nhà nghèo, con không chê mẹ xấu. Cô đối xử với mẹ cô tốt một chút. Được rồi, tôi đi đây, cô về đi. Này chàng trai, cháu đừng đi. Nào, lên nhà ngồi một lát đi. Đây chẳng phải chỗ của cháu sao? Cháu còn khách sáo gì chứ? Không cần đâu cô. Cháu đến xem hai người có việc gì không, rồi cháu lại về. Bọn cô thì có việc gì chứ? Chàng trai, cháu tên là gì? Cháu họ Ngải. Họ Ngải, Ngải. Ngải hay, Ngải hay. Cảm ơn cháu đã chăm sóc cho Trịnh Hân nhà cô. Sau này có chuyện gì cứ nói với cô. Đúng rồi, Trịnh Hân nhà cô thích ăn món đầu thỏ cây tê cô nấu nhất. Hôm nào cô làm cho hai người ăn nha. Mẹ, người Bắc Kinh không thích ăn đầu thỏ cây tê đâu, người ta đều rất sợ. Chúng ta đi thôi. Chào anh. Thật ra Sùng Văn kia quả thật không tệ. Mẹ, mẹ biết cậu ấy thích con, nhưng lại chưa cắt đứt với bạn gái. Nguyên nhân không cắt đứt là do bạn gái cậu ấy không buông tay, đúng không nào? Mẹ, mẹ đừng có nói linh tinh có được không? Anh ấy có bạn gái hay không không liên quan gì đến con. Bọn con chỉ là đồng nghiệp, mẹ đừng nhúng tay vào chuyện của con. Nhưng mẹ bảo nè, nếu cậu ấy không chia tay bạn gái thì con không thể làm bạn với cậu ấy được. Mẹ đi đâu vậy? Mẹ đến thị trường lao động, đến trung tâm việc làm. Mẹ có bằng kế toán. Mẹ đừng làm loạn được không? Ở quê mẹ đã nghỉ hưu rồi, ở Bắc Kinh thì có thể tìm được việc sao? Mọi việc đều có khả năng. Giờ con tí, con đi cùng mẹ. Thật sao? Tìm phòng. Tìm phòng làm gì? Đang ở đây yên lành. Dù sao đây cũng là nơi người ta làm gì. Hơn nữa bọn con chỉ là đồng nghiệp, ở đây mãi cũng không hay lắm. Vẫn phải tìm chỗ ở của riêng mình. Mẹ nói gì con cũng không vui. Có phải con cũng chê mẹ con không? Đâu có, con có không vui đâu. Con đây gọi là hiểu chuyện. Giờ con đi thay quần áo. Đồ đặt lấy một lần không hết à? Thì sao? Toàn chọn lúc em không có nhà để đến. Cô ở nhà hay không, không liên quan đến tôi. Tôi không hề suy nghĩ chuyện này. Cô nhận được thư luật sư chưa? Thư luật sư gì? Em không biết. Cô có thể đừng giả ngu được không? Tôi nói cho cô biết, lúc cô còn trẻ, hành động này rất đáng yêu. Nhưng cô xem bây giờ, cô chừng này tuổi rồi, cô cảm thấy đáng yêu lắm sao? Cô nói đi. Là chị em tốt của cô hiến kế cho cô đúng không? Liên quan gì đến người ta? Không liên quan đến người ta. Nhưng có người ở cùng cô thì tốt. Sao hả? Em ở một mình khó chịu, rủ bạn em đến ở chung không được sao? Rất tốt mà, có một cô gái ở cùng cô, tốt. Có một chàng trai ở cùng cô, càng tốt. Tôi nói cho cô biết, từ lúc quen biết đến kết hôn, đến bây giờ, tôi chưa bao giờ thích cô. Tôi cũng nói với cô rồi, cô có nghe không? Cô không hề nghe. Cô ấy hơn anh, đúng vậy. Đúng vậy, cô ấy hơn tôi. Hơn tôi gấp trăm vạn lần, đúng không? Hai người rất hợp với nhau. Dáng vẻ thô lỗ đó của cô ta,
Hai người các cô cá mè một lứa, ngô tầm ngưu, mã tầm mã, còn nữa. Cô xem bút danh dớ dẫn của cô ta đi. Gọi là gì? Lý, bại, cẩu. Cẩu cũng phù hợp đó. Nhưng để tôi đặt cho cô ta cái tên mới. Lý, bái, kim. Đánh nó đi, tôi nói cho anh biết. Đừng có sỉ nhục bạn tôi. Được. Được, được. Bạn cô rất giỏi, rất tốt. Tôi kết hôn với cô ta là được. Cô thấy thế nào? Không tệ, không tệ. Đắt quá. Ở khu này thì coi như rẻ nhất rồi. Không thể rẻ hơn được nữa đâu. Hơn nữa chỗ này cũng phải nộp tiền nhà một năm. Nhiều quá. Các cô có thể nộp bao nhiêu? Chúng tôi nộp trước một tháng được không? Để tôi nghĩ thêm đã. Vậy thì phải nhanh lên. Cô cũng biết đó. Bây giờ phòng thuê đều tăng giá. Người ta còn tranh cướp nhau. Được. Để chúng tôi suy nghĩ thêm. Cảm ơn anh. Được, được. Đi thôi mẹ. Được. Đi. Từ từ thôi, từ từ thôi. Cảm ơn anh. Không có gì đâu, không có gì. Nghĩ nhanh lên nha. Đi thôi mẹ. Không được. Trời ơi, phòng ở Bắc Kinh mắc quá đi mất. Đúng là điên rồi. Căn hôm nay mình xem là rẻ đó. Cha mẹ ly hôn, mẹ không được chia gì sao? Không chia gì cả. Dựa vào đâu chứ? Do cha đòi ly hôn với mẹ mà. Đáng lẽ phải bồi thường chứ. Ông ta có tiền hay là có đất, lấy gì bồi thường cho mẹ? Căn nhà đó của mẹ, còn là của nhà máy chia cho. Ông ta có mặt mũi lấy sao? Dù sao người đàn bà kia cũng có nhà mà. Ông ta chỉ diệt sách mong đến đó ở thôi. Mẹ à, đừng nói khó nghe như vậy được không? Vốn dĩ là vậy mà. Hơn nữa, bây giờ ông ấy bồi thường cho mẹ cái gì chứ? Thanh xuân của mẹ, hạnh phúc của mẹ. Bây giờ ông ấy có lấy gì bồi thường cũng không thể lấy lại được. Vì bao năm nay mẹ không có chút tiền gì sao? Con gái ngoan của mẹ ơi, nếu mẹ có tiền thì mẹ tiếc cho con sao? Bây giờ con là tất cả của mẹ. Con không có ý này. Được rồi, mẹ mau ăn đi. Hay là chúng ta thu dọn một chút chỗ đang ở đi. Không được. Bây giờ đó là cách tốt nhất rồi. Còn với Sùng Văn kia, tìm hiểu nhau đi. Sùng Văn kia quả thật không tệ. Con làm gì vậy? Con đi trước đây. Còn chưa ăn xong mà. Con đi tìm anh ấy tìm hiểu. Con đi tìm người yêu cũng không thể lãng phí chứ. Con bé này thật là. Không ăn thì mẹ ăn một mình. Không khóa xe à? Tổng giám đốc Dạng, sao anh lại đến đây? Khi cô cần tôi chắc chắn sẽ có mặt. Cô nhìn tôi làm gì? Đi thôi. Về cơ bản, khả năng thua của vụ án này không lớn. Vậy tức là vẫn có khả năng thua. Tôi không thể nói quá tuyệt đối. Luật sư đều ăn nói như vậy đó. Nếu cô ấy đã nói đến mức này thì sẽ không có vấn đề gì, đúng không? Vậy thì tốt quá rồi. Tôi quả thật không ngờ lần này anh đích thân đến đây. Còn mời luật sư Mã. Chúng tôi và tổng giám đốc Dạng cũng qua lại nhiều năm. Hôm đó vừa khéo tôi từ Nội Mông Cổ đến Thiểm Bắc, chợp mắt trên xe bỗng dưng tỉnh lại. Tôi đã nghĩ bây giờ chắc chắn tâm trạng của An là ào ào.
Bà đó tên gì ta? Thấp thỏm bất an. Nhưng tôi phải nghĩ xem nên bày tỏ lời cảm ơn của mình như thế nào. Cô đừng áp lực quá. Lần này tôi vừa khéo định làm chút việc. Không có thẹn với lòng. Không thẹn với lòng. Người anh em của tôi đâu rồi? Vừa khéo tối nay cùng ăn bữa đi. Mấy ngày nay anh ấy rất bận. Dù bận đến đâu thì chúng tôi cũng đã đến rồi. Anh em cũng phải gặp nhau chứ. Để tôi gọi cho cậu ấy. Để lát nữa tôi gọi cho. Chúng ta nói thêm về vụ kiện đi. Nói nữa à? Luật sư Mã đã bảo không có vấn đề gì rồi. Nói thêm đi, nói thêm đi. Nói xong tôi mới yên tâm được. Vậy được, cậu nói chi tiết hơn đi. Sao cô không dùng cái cốc giữ nhiệt tôi cho? Tôi không thích uống nước nóng lắm. Đựng nước đá là được rồi. Tôi cũng không thích uống nước đá. Cô khó hầu hạ thật đó. Không phải, thật ra tôi đã không tới sử dụng chai nước khoáng lâu rồi. Ngày nào tôi cũng mua chai mới. Tôi vẫn đang tìm phòng. Anh đừng vội. Tôi vội lúc nào chứ? Đã bảo các người đừng tìm rồi mà. Số tiền ít ỏi của cô nộp xong tiền nhà thì còn gì. Ở chỗ của anh cũng không phải kế lâu dài. Lại còn kế lâu dài nữa. Tại sao anh lại giúp tôi? Dù sao cũng không mất chút công sức nào, còn khiến người ta nợ ân tình. Nếu ngày nào đó cô phất lên, kiểu gì cô chẳng báo đáp tôi. Còn lâu anh mới nghĩ như vậy. Nếu anh không nói thật, tức là trong lòng anh có mờ ám. Trời đất, trong lòng tôi có mờ ám. Muốn nghe tôi nói thật không? Thấy cô đáng thương. Có việc gì thì nói chuyện với luật sư của tôi. Đi ăn với nhau bữa cơm đi. Cô ăn cơm với luật sư tôi đó. Đừng ra dễ dịch công làm thêm phép công với tôi. Được được, để tôi nghĩ xem. Ngoài việc cô không muốn ly hôn với tôi, để tôi nghĩ xem còn việc gì có thể khiến cô gọi điện thoại cho tôi. Còn nhẫn nhịn thái độ này của tôi. Chắc không phải người anh em nội mông cổ của tôi lại đến chứ. Cô xem, tôi thật sự không phải tôi phê bình cô đâu. Nhưng cô không được nói dối biết không hả? Cô chỉ cần nói dối một lần thì về sau cô luôn phải làm theo lời nói dối này biết không hả? Hơn nữa lời nói dối này ngày càng lớn. Bây giờ cô bảo tôi đi dỗ dạng. Nhưng chúng ta đã dậy rồi. Cô bảo tôi giả vờ không có chuyện gì sao? Tôi không làm được. Tôi không phải thiên thần. Tạp chí của tôi xảy ra chuyện. Anh em của anh từ ngàn dặm xa xôi đến Bắc Kinh an ủi tôi. Anh nhìn người ta đi. Vậy thì sao? Vậy thì tôi hy vọng anh có thể đồng ý ăn một bữa cơm với anh ta. Có được không? Lại nữa rồi. Cô không cảm thấy câu này của cô rất quen tai sao? Vì tạp chí này, vì người này, cô phải mời tôi mấy lần. Cô hạ mình được sao? Tôi khuyên cô lần nữa. Chúng ta ly hôn đi. Được không? Chúng ta đã như vậy rồi. Còn diễn kịch cho ai xem chứ? Đúng không nào? Vậy mà anh cũng nói ra được. Tôi đương nhiên nói ra được. Bởi vì chúng ta ly hôn rồi. Nói không chừng sau khi chúng ta ly hôn, tôi, cô, cả hai đều có cuộc sống tốt đẹp hơn. Rất có khả năng tổng giám đốc Dạng kia còn theo đuổi cô. Làm ăn kiểu này được gọi là cùng thắng. Anh thôi đi. Khoan đã.
Chuyện này xử lý sao đây? Anh lo được chứ? Nhờ anh ta gọi tôi thì sao? Đừng có nghe. Tổng giám đốc Vàng, chúng ta đi ăn thôi. Được. Tôi và David cãi nhau, tôi không muốn gặp anh ta. Chúng ta hẹn bài bài, cùng ăn cái gì ngon ngon đi. Hay là để tôi đứng ra hòa giải cho? Không cần đâu. Đi thôi. Lão Vàng, anh thú vị thật đó. Không nhìn ra anh lại thú vị như vậy. Chúng ta lại chỗ nào nữa đi? Được, được, được. Tôi không cùng đi với hai người được rồi. Tôi phải đến chỗ mẹ tôi. Hai người đi đâu? Tôi có thể đưa đi. Không cần, không cần. Tự đi, tự đi. Thuận buồm xuôi gió nha. Bye bye. Mẹ cô ở đâu vậy? Đi mau, đi mau. Mẹ cô ấy thì liên quan gì đến anh? Ở kìa, đi mau, đi mau. Nhanh lên, nhanh lên. Tôi hát karaoke không tệ. Anh hát thế nào? Chúng ta đi hát karaoke đi. Cô, đi mau, đi mau. Đừng chạy mà. Vào xe đi, mau lên. Bye bye bạn yêu. Đi thôi anh. Anh, phanh xe. Đây chính là chỗ cháu làm việc thường ngày. Đúng là không tệ. Cảm ơn cậu. Tên là gì vậy? Ngải Sùng Giang. Đúng, Sùng Giang. Cảm ơn cậu đã cho hai mẹ con họ ở đây. Không có gì ạ. Chú ngồi đi, uống ngụm nước. Chú ngồi đi. Ngồi. Nào, cậu hút thuốc đi. Trong này không được hút thuốc à? Đúng. Tôi cũng không hút. Chuẩn bị cho người ta thôi. Hình như chỗ này của cậu là nơi chụp hình à? Dạ. Thật ra ở chỗ này cũng không dễ chịu. Tầng dưới có chợ sáng rất ồn ào, cho nên không thể coi là giúp đỡ được. Không phải đâu, rất tốt. Đúng, rất tốt. Tôi nói với cậu, nếu nhà chúng tôi có thể chen chúc nhau thì tuyệt đối sẽ không làm phiền đến cậu đâu. Thật đó. Tôi rất không yên tâm về bọn họ. Cậu biết không, hôm nay tôi đến đây xem. Cậu xem, chỗ này rất tốt. Tôi nói với cậu, chủ yếu là vợ tôi. Thím cháu rất không yên tâm. Cứ bắt chú đến đây xem thế nào. Cho nên, hôm nay chú... Hai người không chê tôi cản trở chứ? Không. Sao lại cản trở chứ? Không. Bọn cháu hiểu. Tháng nào căn phòng này của cháu cũng phải nộp tiền thuê. Dù sao cũng bỏ không. Bọn họ ở đây cũng có thể trong nhà giúp cháu, giúp đỡ lẫn nhau mà. Trình Hân, cháu nghe đi. Nghe người ta ăn nói chưa kìa. Rất có trình độ, rất khách khí. Bây giờ lại thành chúng ta giúp đỡ người ta rồi. Cháu xem chuyện này. Người anh em Sùng Giang, nghe cái tên này thì cậu cũng là người Bắc Kinh gốc hả? Dạ. Chú đoán đúng rồi. Không còn gì để nói nữa. Tốt, nơi này không tệ. Tôi phải về báo cáo. Các cháu nói chuyện đi. Tôi cũng đi đây. Anh Ngải, tôi còn mấy chỗ chưa hiểu, muốn hỏi anh. Đúng. Các cháu cứ nói chuyện đi. Chú còn phải về nấu cơm nữa. Được rồi, bảo mẹ cháu là chú có đến nha. Gửi lời hỏi thăm giúp chú. Chú không ở lại chơi thêm chút. Hôm khác. Chú đi thông thả. Chú về à? Chú về đây. Cháu chào chú. Kỳ lạ thật. Tại sao chú ấy lại đến đây xem có tốt hay không chứ? Tại sao cái gì? Người ta là cha chú, làm hết tình hết nghĩa của chủ nhà. Nhưng cũng giả vờ khách sáo quá đó. Tốt hay không thì sao chứ? Có thể bảo tôi dọn về chắc. Chắc là thấy tôi đáng thương. Đáng thương cũng không phải từ xấu. Nếu mọi người đều thấy cô đáng thương, cho thấy mọi người đều muốn giúp cô, cô sẽ rất nhanh trở thành kiểu người muốn gì được nấy. Con gái Bắc Kinh cũng không theo kịp kiểu con gái đó đâu. Thật à? Thôi đi. Điều tôi khâm phục nhất ở anh là có thể nói những điều khó nghe trở nên vô cùng cao thượng. Cô thì không giả dối chắc. Cô xem lúc chú cô ở đây, cô tỏ vẻ như vậy. Đó là do tôi không còn cách nào khác. Bây giờ tôi đang sống nhờ toàn thể nhân dân Bắc Kinh, đúng không nào? Đổi chủ đề khác đi.
nói chuyện nghiêm túc. Anh xem, anh cho tôi ở nhờ một nơi tốt như vậy, tôi thật sự không thể ở không được. Nhưng nhiều quá tôi cũng không thể trả nổi. Hay là tiền điện nước, tiền mạng gì đó, để tôi trả cho. Thôi đi, mấy đồng bạc ít ỏi của cô, giữ lại mà tiêu đi. Anh đừng diễn lôi phong, tôi không thích ứng được. Ăn nói khiến người ta khó chịu như vậy mới giống cô chứ. Đừng khách sáo. Cô khách sáo thì tôi cũng không thích ứng được. Không phải, tôi nói thật mà. Nếu không trong lòng tôi, được rồi, được rồi. Buổi tối đi ngủ, nhớ khóa cửa cẩn thận. Rốt cuộc tại sao anh chịu giúp đỡ tôi? Tôi đã nói rồi còn gì, thấy cô đáng thương. Cô còn hy vọng tôi có mục đích gì sao? Bởi vì cô rất xinh đẹp, rất hiểu chuyện, tôi rất thích cô. Hay là vì cô tài trí hơn người, dốc dáng nóng bỏng? Vậy, vậy được. Anh đừng khiến bạn gái của anh hiểu lầm. Nếu không, cô ấy chạy đến đây làm ầm lên, tôi không làm gì được đâu. Là cô ấy bảo tôi đến xem các người còn thiếu gì không? Cô lớn lên nhờ sữa sói à? Nhìn mẹ tôi giống sao? Không phải, tôi cảm thấy Tommy nói rất đúng. Anh và Cát Nhất Thanh không bao giờ có thể chia tay nhau, bởi vì hai người là trời sinh một đôi, cho nên đừng cãi nhau nữa. Cô cứ lo thân cô cho tốt đi. Đáng thương thì đáng thương, vậy thì sao chứ? Lão Trình, ông không thấy giống bạn trai nó sao? Tôi thấy không giống lắm. Bây giờ nó không phải, không có nghĩa là sau này không phải. Bà đừng có suốt ngày nghĩ quan hệ với người ta tầm thường như vậy được không? Xem phim cho lắm vào. Được rồi, được rồi, ai xem phim nhiều chứ? Tôi thấy rất khó hiểu. Bây giờ giá nhà ở Bắc Kinh đắt như vậy, cậu ta cho nó ở miễn phí là có ý đồ gì? Cậu ta học lôi phong làm người tốt sao? Không thể tin được. Chẳng phải người ta thấy sắc mặt bà không tốt sao? Tôi có sắc mặt gì hả? Ông nói rõ ràng cho tôi xem. Lão Trình, tôi đối xử không tốt với cháu gái ông sao? Không tốt với nó sao? Ông mời nó về đi, tôi làm người hầu hạ cho nó được chứ? Thôi thôi, ông nói rõ ràng cho tôi. Tôi không có ý đó. Ông có ý gì? Thôi đi, ông nói đi, chúng ta đi thôi. Ông bị làm sao gì hả? Bọn họ muốn chuyển đi thì kệ bọn họ đi, đúng không? Chúng ta thỉnh thoảng gọi cuộc điện thoại hỏi thăm là được rồi. Dù sao cũng không gặp nhau, không phải lo nghĩ gì cả, đúng không nào? Tôi không nhớ được số điện thoại. Bà xem, ông lưu giờ rồi à? Cầm lấy, nhanh lên. Cầm cái gì mà cầm, nhặt lên. Bà làm gì vậy? Sao bà lại như vậy chứ? Mua tao bao à? Bao nhiêu tiền vậy? Tôi có thân phận gì chứ? Sau này đừng hỏi mấy câu mang tính sỉ nhục như vậy được không? Dạo này có một Weibo fashionista rất nổi tiếng, tên là Tôi ở Bắc Kinh thì trời nắng. Cô đã xem chưa? Cô ấy cũng có một đôi giống thế này. Hai người chắc không phải là một chứ? Của cô ấy là được người ta tặng, còn tôi là tự mua. Giàu quá đi mất. Nè, tôi là con gái nhà giàu hay cô là con gái nhà giàu vậy? Tích góp nhiều tiền như vậy để làm gì? Thật ra tôi cũng không giàu như vậy. Đôi giày đó đắt lắm à? Bao nhiêu tiền? 7-8 ngàn tệ. Có thể phá kỷ lục thế giới sao? Những người thuộc xã hội hạ lưu như hai người không thể hiểu được đâu. Cô không biết nói chuyện gì cả. Dung Huyên, sáng sớm nay tôi đã gửi bản thảo đến hòm thư của cô đã xem chưa? Chưa. Tất cả mọi người lại đây. Ngày mai sẽ bắt đầu vụ kiện. Xem ai rảnh thì đi đi. Ngày mai em phải đi phỏng vấn. Tôi phải giúp Lão Ngải chụp ảnh. Còn tôi có buổi họp báo rất quan trọng. Vậy cô đi đi. Tòa án à? Đi đi, tốt lắm. Để mở mang tầm mắt.
Cái quái gì vậy? Sạch sẽ không? Đừng giả vờ chăm chỉ nữa. Tôi không tìm thấy đồ thì phải làm sao? Yên tâm đi, tôi đã làm một lục tra cứu cho anh rồi. Ở ngay màn hình máy tính, mở ra có thể tìm thấy. Ngày mai tôi phải đến tòa án. Đến tòa án? Vụ kiện Hà Băng Băng à? Bọn họ đều có việc, chỉ có tôi đi. Bọn họ có việc gì chứ? Chỉ là không muốn đi thôi. Tại sao? Đang yên đang lành, ai muốn đến tòa án chứ? Dính dáng pháp luật thì xui xẻo thôi. Mê tín vậy. Tôi không quan tâm. Cô được. Tôi vốn dĩ còn định xem có đi cùng cô không. Xem ra tôi không cần rồi. Anh tốt bụng vậy sao? Tôi cũng chỉ tùy tiện nói vậy thôi. Đến lúc đó sẽ có rất nhiều phóng viên, nó không chừng còn phỏng vấn cô nữa. Tôi cũng đang nghĩ chuyện này, chưa biết phải làm sao. Không cần nghĩ, cũng không cần làm. Cô cứ đi đi, dù sao cũng không ai quen biết cô. Anh cứ làm gì của anh đi, tôi đi ra ngoài. Tôi chụp ít ảnh rồi đi, cô không cần tránh mặt tôi suốt vậy. Tôi đến tìm cà phê lên mạng. Đến mức vậy sao? Mạng cũng không ở chỗ tôi. Ai bảo anh không thu tiền nhà chứ? Tôi không muốn lợi dụng anh, nhất là lợi dụng tiền bạc. Tạm biệt. Luật sư Mã đúng không? Trịnh Hân à? Nào, lát nữa cô sẽ ngồi kia. Bảo cô đứng thì cô đứng. Không cần nói gì, để tôi nói. Vâng. Xin hỏi, cô là tạp chí Tim Quả Nhi phải không? Xin lỗi đừng chụp tôi, cho tôi qua, làm ơn. Tôi là nhân viên. Nào nào nào, chúng ta đi thôi. Xin hỏi lần này tạp chí của cô định thắng vụ kiện như thế nào? Hà Băng Băng đến. Băng Băng, xin lỗi xin lỗi. Mọi người tránh đường giùm, xin lỗi xin lỗi. Cô có thể trả lời được không? Cô cảm thấy có khả năng thắng không? Cảm ơn. Cuối cùng cũng nhìn thấy cái thiểu năng. Tổng kết lại, dựa vào điều 49 luật hợp đồng nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, quy định khoảng 2 điều 10 luật quyền tác giả nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, tòa án có phán quyết như sau. Hành vi xâm phạm của bị cáo là tạp chí Tim Quả Nhi không thành lập. Phí thụ lý vụ án 7.000 tệ do nguyên cáo Hà Băng Băng chi trả, phải nộp trong vòng 7 ngày sau khi phán quyết có hiệu lực. Họ Một kia, chẳng phải anh nói có thể thắng kiện sao? Tôi cũng đâu phải thẩm phán. Anh không phải thẩm phán, sao lúc trước vỗ ngực tự tin như vậy? Thẩm phán cũng không thể vỗ ngực tự tin. Vừa nãy đám phóng viên nói tôi thế nào, anh có nghe thấy không? Nói IQ của tôi là âm 250. Sao có thể là âm 250 chứ? Tôi nghĩ phải là âm 288. Âm 250 trừ 38. Anh giỡn mặt với tôi à? Thật ra lúc đó tôi cũng không hy vọng cô có thể thắng vụ kiện Tim Quả Nhi. Ai biết cô lại đồng ý nhanh gọn vậy? Trong đầu cô chứa cái gì chứ? Bình thường cô cũng đâu có dùng. Anh giỡn tôi à? Làm gì vậy? Đây là tòa án. Tôi tin tưởng anh như vậy. Ngày mai báo chí sẽ viết thế nào về tôi? Tổng giám đốc Lâm nhìn thấy còn nâng đỡ tôi sao? Tổng giám đốc Lâm có nâng đỡ cô hay không? Tôi nghĩ cô còn rõ hơn tôi đó. Các người quan hệ tốt như vậy, thì ra anh luôn gài bẫy tôi. Tôi gài bẫy, nhưng cô chịu chui vào mới gọi là bẫy chứ. Ngay cả lão Lâm cũng cảm thấy có chút không ổn, mà cô vẫn một mực kiên trì. Tôi phục cô luôn đó. Cô có đi không? Cô không đi thì tôi đi đây. Đồ khốn kiếp, anh giỡn mặt tôi. Tôi bảo này Băng Băng, cô hãy tạm nghỉ ngơi đi. Cô là người mới, là một người mới, mà tin tức đầu tiên lại tiêu cực. Cô bảo công ty chúng tôi phải làm sao đây? Công ty sẽ không bỏ rơi tôi chứ. Tổng giám đốc Lâm, vậy thì phải xem bản thân cô rồi. Làm trong ngành này, suy cho cùng, đều phải dựa vào bản thân, hiểu không? Được rồi, tôi còn có việc, xong rồi tôi sẽ gọi cô. Alo. Dừng việc tuyên truyền của Hà Băng Băng vô thời hạn. Lập tức đổi người trong phim mới.
Đúng. Thắng kiện mà sao mặt mày ủ dột vậy? Nhân sinh quan của tôi bị đả kích nặng nề. Đó là do nhân sinh quan của cô quá yếu ớt. Vực sâu vạn trượng vẫn có đáy, chỉ có lòng người không thể đong. Anh biết không, đây là cái bẫy của bạn trai Hà Băng Băng, mục đích là để trả thù cô ấy. Tôi nghe rồi. Tôi thấy cô ta đáng đời. Bản thân làm chuyện có lỗi với bạn trai, còn muốn người ta lo liệu chu đáo. Đúng là thất đức. Chịu trừng phạt như vậy cũng xứng đáng. Nhưng người này có lỗi với người kia, người kia nhất định phải làm việc có lỗi với cô ấy sao? Chắc là vậy. Muốn về nhà quá. Về đi, trái đất quá nguy hiểm, không phù hợp với cô lắm. Nè, cái gì? Không có gì. Ăn cơm cho tử tế. Tôi không nỡ xa anh chút nào. Thật đó. Lần này thắng kiện, tôi cũng hoàn thành nhiệm vụ rồi. Hơn nữa, tôi không đi nhanh thì Lý Bạch Khuyển kia sẽ ăn tươi nuốt sống tôi mất. Sao anh có thể nói một cô gái ngưỡng mộ anh như vậy chứ? Ngưỡng mộ? Không dám ngưỡng mộ như vậy đâu. Chúng tôi mới gặp nhau mấy lần, cô ấy đã dồ dập như vậy rồi. Cô biết cô ấy là nữ nhà văn, ai không biết còn tưởng cô ấy là lưu manh đó. Dù sao mục đích tôi đến là an ủi cô. Tôi muốn để cô biết, dù gặp khó khăn lớn đến đâu, cô có thể lùi về sau. Lùi lại. Cô có thể lùi tới đây, còn có tôi. Anna, sau này có chuyện gì, cô cứ thẳng thắn nói với tôi, đừng ngại. Chúng ta là bạn bè mà. Giữ liên lạc nha. Được. Còn nữa, cô có tâm sự gì thì phải nói ra, nếu không nhịn lâu sẽ khó chịu. Tôi đi đây. Anh đi thông thả. Được, 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 tôi biết rồi. Lát nữa tôi sẽ gửi cho anh. Được, được. Dung Huyên, nhân vật trang bị số tiếp theo là ai vậy? Sà Tiểu Thiên. Sà Tiểu Thiên là ai? Một giám khảo. Giám khảo cái gì? Supergirl. Bây giờ giám khảo cũng có thể lên trang bìa. Anh tưởng giám khảo dễ tìm à? Tôi đã cố gắng hết sức rồi đó. Người ta nói là không muốn chụp hình, muốn tự cung cấp ảnh. Ai muốn chụp cho anh ta chứ? Nam hay nữ vậy? Nam. Anh hỏi cái này làm gì? Không có gì, không có gì. Tôi có một vấn đề rất bi quan. Là cái gì?
Cậu nói xem tạp chí chúng ta ra được mấy số thì sẽ đóng cửa đây. Không đến mức đó đâu. Toàn là những người như vậy. Tôi bày tỏ rất bi quan.